Thưa quý vị, chơi chim cảnh từ lâu đã là một thú chơi tao nhã, không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, đối với những người chơi chim cảnh sành sỏi thì độ kỳ công của thú chơi này không đơn thuần chỉ phụ thuộc vào vẻ đẹp hay độ hiếm của chú chim mà còn được thể hiện ngay trong cả những chiếc lồng chơi chim nữa. Vâng, đúng như vậy. Một chiếc lồng tốt không chỉ đem lại sự yên tâm cho người chơi mà hơn hết ở đó, người ta còn có thể thấy được những giá trị về nghệ thuật và đẳng cấp của người chơi chim. Trong chuyên mục Sống Hà Nội ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng về thăm một ngôi làng nằm cách thủ đô Hà Nội gần 30 km về phía Nam và cùng khám phá về nghệ thuật chế tác lồng chim. Chim quý phải ở lồng son. Bằng quan niệm này, bên cạnh những chú chim quý có giá trị cao thì lồng chim cũng được coi là một biểu tượng để người chơi thể hiện cá tính cùng độ sành sỏi trong thú chơi chim. Tại Việt Nam, với lịch sử lâu đời, lồng chim ở mỗi nơi lại mang một nét bản sắc riêng theo văn hóa của vùng miền. Hơn nữa, còn tô lên vẻ đẹp cùng sự quý phái của mỗi loài chim. Làng Vác, huyện Thanh Oai, Hà Nội là một làng có nghề làm lồng chim nổi tiếng, được nhiều người đam mê thú chơi tào nhã này biết đến từ nhiều thế kỷ nay. Nghề này là nghề truyền thống của gia đình, tức là ông ngoại truyền lại. Từ đó trở đi bắt đầu vào đam mê. Là mình cũng theo nghề từ đấy luôn. Thứ nhất là mình giữ cái nghề truyền thống của gia đình. Phần hai là cũng là nó là cái để cải thiện kinh tế gia đình. Xuất phát từ nghề truyền thống gia đình, có ông là cụ tổ nghề của làng. Gia đình anh Trần Văn Toản là một trong những hộ sản xuất lồng chim lâu đời và có tiếng của làng Vác. Gần 30 năm theo nghề, không nhớ nổi bao nhiêu loại lồng chim đã được anh Toản cho ra đời. Chỉ biết rằng lồng chim được chế tác từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ này, mỗi loại lại mang một thần sắc riêng biệt, không chiếc nào giống chiếc nào. Những cái lồng khuyên phức tạp này thì cũng có những cái mà chạm trổ mà tinh xảo thì nó có khi 5 ngày đến 1 tuần. Cái đoạn khó nhất là về cái phần khoan này. Đấy. Là nếu mà người kỹ thuật mà không ấy làm chuẩn ấy, là cái lồng nó dễ bị siêu, nó đổ. Thì thân lồng nó phải thẳng. Đây ví dụ như cái lồng như này, đấy, nó phải thẳng đều từ trên này lên. Một cái lồng đẹp thì nó cái thứ nhất là về kỹ thuật thì là cái về phần vai là nó phải phẳng đều. Đấy. Và tất cả những cái phần từ phần ngoài đến phần trong này nó phải nhẵn, sờ nó phải nhẵn bóng này. Ngày nay, bên việc sản xuất thủ công, bằng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và đầu óc sáng tạo của những người thợ, việc sản xuất lồng chim đã được đơn giản đi rất nhiều, không còn phụ thuộc quá nhiều vào sức người như trước. Tuy nhiên, những nguyên tắc cơ bản trong chế tác lồng chim, từ khâu lựa nguyên liệu cho tới vót thanh nan thế nào, cho thật thẳng, thật đều, vẫn luôn được những người thợ trong làng gìn giữ và tôn trọng. Chất của nó thì yêu cầu là phải một là thẳng ra mà phải được độ cây trúc là 5, 6, 7 năm mới làm được. Còn cây trúc non thì làm lồng không đẹp hoặc là nhanh hỏng. Ưu tiên thì mình phải chọn cái vùng trúc Cao Bằng là mình làm được. Còn cái vùng trúc khác không làm được, là xấu. Với đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những chiếc lồng chim không đơn thuần chỉ là một vật dụng đi kèm với thú chơi chim, mà hơn hết đó còn là một sản phẩm của nghệ thuật, nơi để những người thợ thể hiện tài năng sáng tạo và gửi gắm vào đó những thông điệp về văn hóa, về lịch sử của quê hương, đất nước, con người.